Lưới Santonio có lẽ lại là sút ngay. Đúng là như vậy. Vào đó là một bàn thắng dành cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Di Mario rất khỏe. Di Mario vẫn là Di Mario. Có đến 5 cầu thủ áo trắng đeo bám Di Mario trong tình huống vừa rồi. Và họ cũng chỉ có thể kết thúc được tình huống đi bóng của Di Mario với một quyết định phạm lỗi cực kỳ ấn tượng với Di Mario. Và đi bóng của Di Mario khiến những cầu thủ của đội bóng cũ BKMX Bình Dương phải ngã rúi ngã rụi. Và đứng trước bóng đang là Di Mario. Cú sút của Di Mario. Bóng đi khá căng. Bóng đã chạm qua hàng rào và sẽ có đá phạt góc dành cho Đông Á Thanh Hóa. Cú sút với lực đi mạnh. Ý đồ cũng là tương đối rõ ràng tới từ Di Mario. Rất bình tĩnh. Amit. Amit lùi về khá sâu. Di Mario tác động từ phía sau. Đó là Đình Khương. Không, chính xác người đã phạm lỗi là Quế Ngọc Hải. Khi nhận thấy dấu hiệu của nguy hiểm, Quế Ngọc Hải đã đưa ra quyết định. Và phạm lỗi chiến thuật là cần thiết. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Quế Ngọc Hải sẽ phải nhận cho mình một chiếc thẻ phạt. Và đá phạt ở một vị trí tương tự vị trí trước đó mà Di Mario đã thực hiện. Luis Antonio đang đứng trước bóng. Cú sút mạnh, rất nguy hiểm. Bóng không vào gôn. Tuyệt vời. Pha cản phá là của Minh Toàn. Lực sút là rất ấn tượng tới từ Luis Antonio và một lựa chọn đá quả bóng ở tầm thấp. Một đấu hài Di Mario. Di Mario. Đó lại là một pha phạm lỗi nữa. Di Mario đang liên tục bị phạm lỗi. Giang Cleso phải tự sửa sai cho chính mình. Anh chính là người đã phá hụt bóng trước đó để Di Mario có thể cơ. Lại làm quả đá phạt nữa dành cho Đông Á Thanh Hóa. Luis Antonio và Đinh Viết Tú đang đứng trước bóng. Goal! Bàn thắng dành cho đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Sau 3 quả đá phạt ở những cự ly đều rất nguy hiểm thì họ đã có được niềm vui. Cú đá của Đinh Viết Tú là chưa đủ tốt. Nhưng khi mà may mắn đứng về phía đội bóng áo vàng thì quả bóng đã trôi tới vị trí của Doãn Ngọc Tân. Với kinh nghiệm của mình, Doãn Ngọc Tân đã xử lý tình huống rất gọn gàng. Bàn thắng này là một thành quả xứng đáng sau những nỗ lực của Đông Á Thanh Hóa. Chúng ta một lần nữa sẽ cùng xem lại cú đá này. Quả bóng đi thấp nhưng lại len qua được hàng rào đã được dựng bởi 5 người. Bóng chạm chân của Chagasimene mà nó không khác gì một đường truyền dành cho Doãn Ngọc Tân. Và Doãn Ngọc Tân cũng băng từ phía dưới lên. Luis Antonio, đây mới là tình huống đầu tiên mà chúng ta thấy Đông Á Thanh Hóa lên bóng ở hiệp 2. Antonio, làm gì? Chưa thể dứt điểm. Có lỗi và đó là penalty. Đó là một động tác kéo người tới từ Trần Trung Hiếu. Ở hiệp 1, VAR đã phải can thiệp và đem về quả phạt đền dành cho BKMX Bình Dương. Cái gạt tay của Trần Trung Hiếu kết hợp với yếu tố kinh nghiệm của Doãn Ngọc Tân và phần nào đó là cả sân trơn nữa thì chúng ta hiểu Ngọc Tân ngã dài như vậy cũng là một điều dễ hiểu. Lực kéo có lẽ là không mạnh đến như vậy. Và giờ sẽ là thời điểm lại một lần nữa VAR vào cuộc với trọng tài Dương Hữu Phúc và trọng tài Phạm Hoài Tâm.
Chúng ta thấy cú hình miệng rất rõ tới từ Quế Ngọc Hải. Vừa chạm một cái mà đã ngã rồi. Nhưng ở góc máy này thì đúng là có kéo áo thuật. Cái kéo rất nhanh và thoáng qua thôi, tới từ Trần Trung Hiếu. Đã có kéo và trọng tài có lý để đưa ra quyết định của mình. Bóng hai Hiếu. Hồng ơi, bóng hai ơi, thủ môn. Tập trung vào. Một quả penalty đã giúp cho BKMX Bình Dương cân bằng tỷ số. Và giờ thì tới lượt Đông Á Thanh Hóa có được cho mình một quả phạt đền. Rất nhiều biến số đang xuất hiện trên sân Thanh Hóa lúc này. Giờ là Luis Antonio đối đầu với Minh Toàn. Luis Antonio 2-1. Lại một lần nữa chúng ta thấy những thủ môn phải đối đầu với quả đá phạt đền đổ người chính xác. Nhưng cơ bản là họ không thể cản phá bởi những cú đá là quá xuất sắc. Một quả đá ở tầm cao của Luis Antonio. Cú dứt điểm thứ 6 của Luis Antonio ở trong trận đấu này và anh có bàn. Bàn thắng thứ 5 của Luis Antonio trong mùa áo của Đông Á Thanh Hóa tại giải vô địch quốc gia V-League 1 2023-2024. Lựa chọn của Minh Toàn là cản phá một quả đá ở tầm thấp. Anh đã cố gắng vươn cánh tay phải của mình lên nhưng không thể có được một tình huống ngăn cản. Tiến Linh mất bóng rồi. Thái Sơn, Luis Antonio có lẽ lại là sút ngay. Đúng là như vậy. Vào đó là một bàn thắng dành cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Có lẽ là với những người xem, khi thấy Luis Antonio tạo ra một cú sút không phải là quá mạnh như vậy thì chúng ta đã tưởng rằng Minh Toàn hoàn toàn có khả năng để hóa giải nó. Nhưng không, quả bóng đã từ từ lăn vào lưới trong một điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi với các thủ môn. Đây đã phải là quả đá thứ 7 hoặc thứ 8 của Luis Antonio ở trong trận đấu này rồi. Và khi anh nỗ lực sút đến như vậy thì bàn thắng đã lại tìm tới cầu thủ này sau quả đá phạt đền. Chúng ta sẽ được xem lại quả đá này. Quá hiểm hóc. Chúng ta thấy vị trí đứng của Minh Toàn khi đó. Anh đang khép góc gần và khi nhận ra vấn đề thì pha đổ người của Minh Toàn đã là không kịp nữa rồi. Họ đã trải qua 7 vòng đấu liên tiếp ở tại giải vô địch quốc gia Việt Nam không biết đến mùi chiến thắng. Nhưng ngày hôm nay, khi đang phải chơi với một lực lượng què quặt, Đông Á Thanh Hóa đã có được lợi thế trước đội bóng đứng thứ 2 ở tại giải vô địch quốc gia V-League 1, BKMX Bình Dương. Lợi thế một bàn thôi, nhưng đó vẫn là một lợi thế mà họ hy vọng rằng có thể cắt được chuỗi mạch trận tệ hại của mình. Onoja đủ khỏe để đè mặt với Rimario. Ngọc Hà, Luis Antonio, Luis Antonio! Khi mà BKMX Bình Dương đẩy hẳn đội mình của mình lên. Cơn mưa ở tại thành phố Thanh Hóa đã gột rửa đi chuỗi trận tệ hại trước đó và làm cho tâm hồn của các cổ động viên của Đông Á Thanh Hóa làm cho mọi thứ trở nên tươi mát hơn với đội bóng này. Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với tỷ số 3-2 của đoàn quân huấn luyện viên Veliza Popov. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.